Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và trước màn ảnh của các bạn là một trò chơi sắp được cập nhật trong phiên bản sắp tới. Đó chính là trò chơi Snow World đó các bạn ơi, đó đại chiến ném tiết đó nha. Và các bạn cùng mình xem phiên bản cập nhật này có những cái nội dung thay đổi gì. Và ngày hôm nay trong shop cửa hàng lại có cái gói trang phục mới nè các bạn ơi. Tiếp tục rất là nhiều trang phục được cập nhật luôn. Gói đặc vụ thọ chiến binh nè. Wow, và giá là 149k luôn. Và cái set này gồm là 5 món này các bạn ơi. Và như theo mình biết thì là lần đầu tiên trong game thì cái gói đặc vụ này là bán dành cho nữ nha. Lúc trước là game có bán cái gói đặc vụ nhưng mà dành cho nam. Đó thì bây giờ tôi mới thấy là bán dành cho nữ nha các bạn ơi. Và theo cái cảm quan của mình là cái set đặc vụ thỏ này rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, có cái tài thỏ nè, rồi cái bộ đồ màu trắng rất là xinh luôn. Và đặc biệt là mình thích cái đôi mắt đó các bạn ơi. Cái đôi mắt màu xanh á mọi người. Cái mắt này công nhận là nhìn cuốn ghê mọi người ơi. Mình nhìn là bị quyến rũ luôn đấy các bạn. Rồi nhưng rất tiếc là mình sẽ là không mua đâu, tại vì gói này là dành cho nữ. What? Mở hộp vì ta kiếm kim cương nào. Đầu ngày thử nhân phẩm xem sao. Wow, 10 viên đá quý luôn các bạn ơi. Đó, và mỗi lần mình vào game thì mình mở cái hộp vịt trước tiên nha các bạn. Đó, 50 tiền sao nè. Và mình có rất là nhiều những cái điểm mầm luôn, tha hồ mày mở. Ta-da! Rồi thì cũng để một ngày trôi qua là mình vẫn chưa ra clip mới. Đó thì không biết là clip này của mình có bị flop hay không nữa. Đó nhưng mà rất mong các bạn xem video thì nhớ cho mình lượt like video, lượt ký kênh nha. Ủng hộ kênh của mình đạt mốc tiếp theo là 40k lượt đăng ký. Rồi thì cái sự kiện ở Santa chỉ còn là 14 giờ nữa thôi thì sẽ là kết thúc. Đó và còn cái bảng điểm dành là còn 4 ngày nữa thôi nha. Thì chúng ta sẽ là kết thúc và cập nhật phiên bản mới. Và nhận rất là nhiều những cái món đồ mới nữa. Thì mình đã có cái thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sắp tới. Và cái nội dung chính trong phiên bản cập nhật lần này đó chính là sự kiện đại chiến ném tiết nha các bạn ơi. Đã một cái trò chơi mới mà mình đã nói trong các video clip trước rồi. Thì bữa nay là mới cập nhật. Ok, bây giờ không nói liên thiên linh tinh nữa và chúng ta sẽ đi vào cái sự kiện chính đó, phiên bản cập nhật sắp tới. Và để xem cái phiên bản cập nhật thì các bạn nhớ là bấm vào cái điện thoại nè. Đó, ấn vào cái nút tin tức. Ấn vào cái nút thông báo. Thì sẽ có cái dòng chi tiết cập nhật ngày 28 tháng 12. Rồi ấn vô nha các bạn ơi. Hãy coi ở trong này phiên bản cập nhật nè. Rồi xin chào, chúng tôi là Play Together. Tuyết đang rơi, pháo hoa bùng nổ, què rơi ào ào, u là chơi. Đó, nhận rất là nhiều què trong phiên bản mới nè các bạn ơi. Và cái nội dung mới đầu tiên đó chính là chơi ném tuyết Battle Royale Snow World. Nope. Là một trận chiến trên cánh đồng tuyết và hãy sử dụng các loại vũ khí tuyết khác nhau để đánh bại đối thủ. Rồi thì mình sẽ đọc sơ qua cho các bạn hiểu nha, rồi tí nữa mình sẽ giải thích sau. Và bạn có thể là vào Snow World thông qua lều tuyết Inlo trong Playa và NPC Bengu bên cạnh lều tuyết sẽ giải thích cho các bạn cách chơi nè. Và nếu làm theo hướng dẫn cuộc chiến Billy và thực hiện các nhiệm vụ, bạn có thể là trở thành bậc thầy ném tuyết. Và hãy hoàn thành các nhiệm vụ và hướng dẫn để nhận lấy trang phục ngụy trang tuyết và cùng kính đi tuyết. Và lưu ý là bạn sẽ không thể chơi trò chơi bắn hay trốn trong cuộc chiến sinh tồn trong thời gian tiến hành Snow World. Và như đầu cái video clip này thì mình cho các bạn xem đó cái giao diện trò chơi mới ném tuyết. Thì mình thấy là cách chơi cũng y chang cái trò chơi là cuộc chiến sinh tồn đó các bạn ơi. Và để các bạn tham gia được trò chơi này thì các bạn sẽ ra ngoài Playa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái NPC mới đó trong cái ngôi nhà tuyết nha, tên là Bingo nha các bạn ơi. Và khi các bạn gặp cái NPC này thì cái NPC này sẽ hướng dẫn chúng ta đó cách chơi và cũng như là giới thiệu các loại vũ khí mới. Và đây là tất cả những các loại vũ khí mới trong cái Snow World nha các bạn ơi. Và mình thấy có tổng cộng là 10 cái loại vũ khí khác nhau nè. Đấy, có hình cái con vịt nè, đó hình con cá màu vàng và màu xanh nè. Đó, 4 cái khẩu súng nha các bạn ơi và 2 cái găng tay màu vàng và màu đỏ. Và mình nghĩ là trong này là cái khẩu súng là chắc là sẽ là xịn nhất nha các bạn. Còn đây chính là cái bản nhiệm vụ sự kiện mới của chúng ta nha các bạn ơi. Và sau khi là chúng ta hoàn thành xong cái bản nhiệm vụ sự kiện này là chúng ta sẽ nhận cái bộ trang phục rất là đặc biệt, đó chính là bộ đồ ngụy trang tuyết. Đó, kèm theo cái kính đi tuyết nha các bạn ơi. Và không biết là mình có nhận thêm cái khẩu súng này nữa hay không. Nãy cái khẩu súng màu trắng trắng nè các bạn. Và mình thấy cái bộ đồ ngụy trang tuyết này khá giống cái bộ đồ ngụy trang bình thường đó, ở trong cái chỗ mà trốn hay tìm nè các bạn ơi. Và tiếp theo là cái sự kiện mới đếm ngược đón năm mới. Đó, và sẽ là chào đón năm mới bằng cách là xem pháo hoa với bạn bè và ngắm quà lưu niệm năm 2024 do NPC Haru bán. Đó thì như mọi khi là cái chỗ ở Playa thì có cái NPC Haru này sẽ bán tất cả các đồ lưu niệm năm mới này, ví dụ là kính 2024 này, nón 2024 này và bóng 2024 nha các bạn ơi. Thì ngày 31 thì các bạn sẽ vào game và tới chỗ Playa đó và gặp NPC này để nhận quà free miễn phí nha.
Và tiếp theo một cái mới trong phiên bản cập nhật đó chính là bảng điểm danh quà AOS. Wow, và chúng ta sẽ nhận thêm cái bảng điểm danh rất là nhiều phần quà ở đây nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhận cái quả cầu tiếp đó các bạn ơi. Và cái này chính là một cái phương tiện, một chiếc xe đó nha. Rồi, và đang nhập vào ngày 7 chúng ta sẽ nhận 5 vé Kobo nè. Ngày 14 là 30 kim cương các bạn ơi. Đó, và ngày 21 là quả cầu pha lê tuyết. Nhưng mà các bạn lưu ý là ngày 1 tháng 1 năm 2024 đó thì là mới cập nhật cái bảng điểm danh này nha. À, là chúng ta còn cái bảng điểm danh cũ nữa chưa có kết thúc đâu. Đấy, 4 ngày nữa thì mới là hết. Rồi tiếp theo, ủa hình như là hết rồi. Một số điều kiện thu thập huy hiệu bản tên sẽ được thay đổi trong cái thời gian tiến hành Snow World. Và như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái bản tên huy hiệu mới đó để chúng ta nhận nữa nha. Rồi rồi, rất là hóng luôn. Rồi thêm hộp thăm mới nè, thêm công thức chế tạo nè, cải thiện danh sách quà tặng, cải tiến giao diện, rồi khắc phục một số lỗi game. Ủa là trời, như vậy như lại là hết rồi đấy hả? Và như vậy là chúng ta sẽ là không có cái cập nhật cái băng mới hay là các loài cá mới này, đã không cập nhật bọ mới luôn các bạn ơi. Và sao các bạn cập nhật này ít cái nội dung chính ghê mọi người. Đấy, hay có mấy cái này không à? Rồi mình thấy hơi là bị buồn đấy các bạn ơi. Đó, mình tưởng là cập nhật nhiều cái mới, đó nhiều cái sự kiện mới mà mình thấy rất ít luôn, chỉ có cái Snow World trò chơi mới này à. Rồi thêm cái bảng điểm danh này các bạn ơi, mình thấy không có cập nhật thêm cái tính năng mới gì cả. Ok, nói chung là cũng hơi hụt khoảng tí xíu nha mọi người. Rồi cái thời gian bảo trì đó chính là vào ngày 28 tháng 12 lúc 5 giờ nè, đến lúc 13 giờ nha các bạn, là mới cập nhật xong nha. Ủa là trời, mà lần này là cập nhật lâu quá các bạn ơi. Đã từ 5 giờ đến 13 đến 1 giờ trưa luôn. Bình thường là cập nhật là tới là khoảng là tầm 10 giờ 11 giờ xong à. Đó, bữa nay là tới 1 giờ chiều luôn các bạn ơi. Quá là lâu nha. Vậy mình sẽ là chỉ các bạn nhận quà miễn phí lưu niệm 2024 nha. Rồi các bạn sẽ ra ngồi chỗ Playa. Và các bạn sẽ là tới cái chỗ bảng xếp hạng tiệc team nè các bạn ơi. Đó, xếp hạng team nè. Đấy, thì các NPC Haru sẽ là đứng ở đây nha. Các bạn sẽ là tới nhận miễn phí thôi mọi người. Đó, có một số món sẽ được bán bằng tiền sang hoặc là bằng kim cương đấy. Và vào năm ngoái thì mình đã nhận một cái nón kỷ niệm nè các bạn ơi. Nón năm 2023 nè. Còn nón 2022 này mình chưa có nhận nha các bạn ơi. Đó, lúc đó mình chưa có tạo cái ạc này. Đấy, đặt cái nón 2023 nha. Một cái chiếc nón là màu tím, có cái chữ là Happy New Year. Và như là còn kính và thêm bong bóng đó nha các bạn ơi. Và thêm một cái lưu ý đó chính là cái NPC Nidvuri này sẽ là tạm thời biến mất nha các bạn ơi, đã cho phiên bản cập nhật sắp tới và nhường chỗ cho cái sự kiện trò chơi Snow World mới. Đó, và các bạn sẽ gặp cái NPC Ingo và cái ngôi nhà tuyết để các bạn tham gia trò chơi sự kiện ném tuyết nha. Và mình là tiết lộ một cái bí mật của cái chiếc xe mới quả cầu tuyết đó sắp sửa được cập nhật. Đó chính là chiếc xe quả cầu tuyết này không thể nào mà di chuyển được nha các bạn ơi. Và cái cách thức hoạt động nó cũng giống như là cái cúp liên hoan này đấy mọi người. Đó là chúng ta sẽ là lấy ra và sử dụng như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ là di chuyển xung quanh cái chiếc xe đó thôi nha các bạn, chứ không là cái chạy được đâu. Ta-da! Rồi bạn em là kết thúc cái sự kiện chế tạo chiếc xe Noel này rồi. Thì ở đây các bạn này đã chế tạo xong tất cả các loại xe chưa? Mình thì rất là may mắn đã cũng đã vừa chế tạo xong 3 chiếc xe Noel mới nha các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ là đi nhận chiếc xe cuối cùng của mình đây. Đó, một chiếc xe màu tím hộp quà Noel đây các bạn ơi. Đã tốn rất là nhiều thời gian của mình để mình đã đi sang các ngôi sao đó nha. Và đây là các bạn nhận bao nhiêu chiếc xe Giáng sinh rồi. Và trong cái video tiếp theo thì mình sẽ là show ra tất cả các loại xe Giáng sinh Noel của mình đó cho các bạn coi coi là mình có bao nhiêu chiếc hết tất cả nha. Nói chung là tổng hợp là tất cả các loại xe từ trước đến giờ mình mua luôn á mọi người. Đó, kể cả VIP nè, trong gói sản phẩm nè và trong các cái sự kiện nữa. Đó, coi là cộng hết tất cả các loại lại nha. Và một cái mình tiếc nhất đó chính là cái bộ đồ gấu Mary này mình vẫn chưa chế tạo xong các bạn ơi. Đó, mình còn 3 món cái nón nè, cái áo và cái đôi giày. Mình mới chỉ đủ điểm ngôi xe để mình chế tạo chiếc xe à. Còn cái bộ đồ là mình chưa có đủ, mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Thì không biết là có kịp hay không như các bạn ơi. Mà mình buồn một cái là game không bán ra cái gói ngôi sao các bạn ơi, cái điểm ngôi sao á. Và mình để ý là thường thường là cái cuối sự kiện là game sẽ bán ra các gói super sự kiện đó các bạn ơi, là chúng ta mua và chúng ta đổi điểm ấy. Nhưng mà lần này là không có nha các bạn, rất là tiếc luôn. Và ở đây các bạn nào giống mình hay không, khi mình lái chiếc xe màu tím này mình rất là chóng mặt luôn các bạn ơi. Không biết ở đây các bạn nào chóng mặt giống mình hay không. Tại vì là dưới cái bánh xe màu tím này sẽ có cái vệt màu đỏ và vệt màu trắng. Khi là mình chạy nó sẽ là nhé 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 mọi người ơi, nó nấp nhé nhắm nhé, mình rất là chóng mặt luôn. Nói chung là nhìn muốn buồn nôn mọi người ơi. Chắc là mình sẽ là không chạy chiếc xe này đâu, đó chỉ là để chân thôi. Rồi, và nãy giờ mình đã chia sẻ những cái thông tin mới trong phiên bản cập nhật sắp tới. Đó, mình sẽ là tổng hợp lại nội dung như sau như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái trò chơi mới Snow World mới nè. Đó, một cái sự kiện ném tiết mới. Và chúng ta sẽ gặp cái NPC mới ở Playa nha, để chúng ta tham gia trò chơi. Và nội dung thứ hai là chúng ta sẽ gặp cái NPC Haru ở Playa này để chúng ta nhận các phần quà lưu niệm miễn phí năm mới 2024.
Và cái nội dung chính thứ ba đó chính là cái bảng điểm danh quà ảo ạt này. Và khi chúng ta điểm danh đủ 21 này, chúng ta sẽ nhận một cái chiếc xe quả cầu tuyết lăn tròn. Và cuối cùng sẽ là cập nhật thêm cái bảng tên sự kiện ném tuyết mới nữa để chúng ta tham gia nhiệm vụ để nhận nha. Rồi, và mình vừa tổng hợp cho các bạn hết tất cả các nội dung trong phim em cập nhật rồi. Còn bây giờ thì clip của mình cũng đã kết thúc. Và xin chào hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.